Ôi, xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại là khoảng hơn 12 giờ trưa ngày 10 tháng 11 2024 ha. Đằng kia chính là khu vực chợ Sớm Củi, đường Tùng Thiện Dương. Đây là góc đường Đinh Hòa, Tùng Thiện Dương. Bây giờ các bạn sẽ bất ngờ nè, bất ngờ với vú sữa. Và đây là vú sữa gì cô? Vú sữa Vĩnh Kim. Vĩnh Kim, Tiền Giang. Đầu mùa các bạn ơi. Đầu mùa mỏng vỏ ngon không? Giá nhiều cô? 80.000 ký, mỏng vỏ bao ngọt. Không chỉ có chỗ này bán đâu các bạn, mình chạy đi vòng vòng thì Sài Gòn hiện tại đã bán vú sữa rồi đó. Quá bất ngờ luôn. Bình thường là hàng năm là phải tháng nào cô hả? Thì thường thường Tết mà. Năm nay nó có hơi sớm. Thường thường hàng năm là tháng 11 mới có. Năm nay là có sớm. Dạ, năm nay hơi sớm nha. Năm nay mới có đầu tháng 10 là có rồi. Dạ. Đầu tháng 10 âm lịch. Một ký hiện tại là 80.000 đồng không cô? 80.000. Một ký được mấy trái cô hả? Cái này một ký của nó được trái lớn thì 5 trái, còn trái lớn 4 trái, còn trái nhỏ nhỏ thì 5 trái. Vậy thôi lên ký đi. Lên ký ha. Dạ lên ký đi, ủng hộ luôn. Các bạn thấy không, vú sữa đi với hồng. Hồng vú sữa. Mùa hồng là mùa tháng 9 ở Đà Lạt. Mà hồng nó bay hồng Đà Lạt không cô? Hồng Đà Lạt. Tưởng là hồng Tây Bắc, Đông Bắc gì. Cái hồng... này con ăn liền phải không? Dạ rồi. Mua ủng hộ đó. Hồng nhiêu ký cô? Hồng 40.000 ký à. Hồng 40.000, bưởi da xanh bữa nay nhiêu con? Bưởi da xanh này 60.000 ký. Ồ, bữa nay giá nó cao ha. Bưởi da xanh 60. Ở đây có một cái món trái cây mình thích các bạn, đó chính là mãng cầu. Mãng cầu dai ở đây mình mua mấy lần ăn đều ngon hết đó. Bữa nay mãng cầu dai nhiêu tiền cô hả? Mãng cầu này ta. 80. Mãng cầu mấy bữa nay hơi mắc. Đây là xoài. Này là xoài cát của Đồng Tháp luôn hả? Cát Hòa Long. Cát Hòa Long Đồng Tháp đúng không? Bữa nay giá nhiều không? Bữa nay 80.000. Cái lớn ở trong, còn cái ở ngoài thì 70. Cô có dự kiến là cái xoài cát Hòa Long của Tiền Giang ngay trên cầu Mỹ Thuận có bao giờ có không? Thì nó cũng có khi con bên đó qua cũng có, rồi ở bên Đồng Tháp cũng có khi mua bên Vĩnh Kim nữa. Tại vì đâu phải là một chỗ mà nó cung cấp đủ đâu. Dạ. Nó cũng khi dùng bên đây, khi dùng bên kia. Có khi ở bên Vĩnh Long, rồi có khi ở bên Vĩnh Kim, rồi có khi bên Đồng Tháp qua. Con thích bên Tiền Giang hơn. Bên Tiền Giang nó đúng là cát, nó có cái độ cát sạm sạm ăn mới ngon. Thanh Long bữa nay nhiêu tiền vậy con? Thanh Long 35. Rồi các bạn có mua bông, mua hoa cũng ghé qua đây luôn. Đây cô này cô bán gần như là 24 hả cô? Bây giờ coi như là buổi tối cô gào lưới rồi chứ vẫn ở đây bán. Vẫn bán ha. Nằm cái bố ở đây bán. Dạ. Địa chỉ ở đây là 66 Đinh Hòa, phường 13, quận 8 các bạn nha. Bông ở đây thường có loại mà bông cúc lưới á, là mình có mua là 40 hả cô? Bữa đây vẫn 40 hả? Cúc lưới này 40.000. 40.000. Bông ly sao cô? Bông ly bữa nay loại lớn đẹp á, ly đỏ to đó, bữa nay 120. Còn loại nhỏ thì 70. Dạ. Cái cúc lưới đây mình mua các bạn, thường là mình mang về chân được từ 4 ngày tới 7 ngày á. 4 ngày vẫn còn tươi. Tốt. 40.000 đồng thôi. Cúc lưới này chân được hơn 10 ngày. Dạ. Mà nhà mình là không có máy lạnh nha các bạn. Tức là vẫn trong tình trạng gọi là nóng nóng á, mà chân được từ 4 ngày tới 7 ngày. Rồi các bạn ghé qua Đinh Hòa đằng kia ăn hủ tiếu, có hai quán hủ tiếu, trong đó có một quán rất ngon. Đó, xong rồi qua đây mua trái cây, mua bông, sau đó là đi chợ luôn, vô chợ Sớm Củi chơi. Đủ hết một cái combo. Đây là đường Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5. Bạn bán vé số vào mình. Đi phải không ta? Bắt cầu Cầu Lưng á. Đúng rồi, bác bán vé số. Rồi bác một cái. Đúng có một nửa em ạ. Con không có mua vé số, con gửi tiền chị bà. Bà năm nay nhiêu tuổi vậy bà? 78 tuổi. 78 tuổi. Dạ, quê Trà Vinh. Quê Trà Vinh hả? Dạ. Ở con cái bà đâu? Nó cũng ở chợ anh cậu ơi. Có
con cái cũng ở chợ chung luôn. Dạ. Yeah. Không biết là con nhìn mặt bà được không hả? Dạ dạ dạ. Gửi tiền lì xì cho bà đi. Đây, đây con gửi 200.000 lì xì cho bà ha. Rồi, của cô Jenny gửi. Cô Jenny gửi cho bà. Dạ rồi, rồi. Mấy tờ cho. 78 tuổi rồi. Mình ở đây mình ở nhà trọ là 1 tháng nhiêu bà? À con đóng tiền cho dạ. Ủa này vé số thưởng nè. Vé số cũ là sao? Vé số cũ là 11.000. À 11.000. Rồi hiểu. Cái này có trúng thì hiểu rồi. Quê ở Trà Vinh là mình ở khu nào? Từ thành phố Trà Vinh xuống huyện nào bà? Quên luôn rồi hả? Trà Cú, Càng Long, Duyên Hải, Châu Thành. Trà Vinh xuống. Dạ. Long Thới, Cầu Quang. Dạ. Dạ rồi. 78 tuổi bắt đầu là hết nhớ rồi. Dạ. Yeah. Em tuổi này là lắm. Dạ. Yeah. Con mua 4 tờ nha. Một ngày bà đi bán vậy là được bao nhiêu tiền? Đi bán gì người ta cho mỗi một cặp cho mình được là bán cặp cho mình được. À, bán cặp gì người ta sẽ cho thêm 1.000 kiểu vậy á. Ờ à, hiểu. Một ngày là bà bán được khoảng bao nhiêu tờ? Cũng được có mấy chục ngàn, hai mấy ngàn. Bán gì bán ngày mình mấy chục ngàn. Bà lãnh ngày mấy tờ? Mình đã đưa cho bà mỗi lần đó là 5 cặp 7 cặp đi bán hết rồi để kiểu gì. Có gì con ba con mà đi lãnh hả? Con đi lãnh cho bà đi bán, con đi làm cái khác. Vẫn còn nuôi mẹ, vẫn có nhà trọ. Rồi. Dạ rồi. Rồi bà đi ha, con chào bà nha. Ủa chưa trả tiền hả? Bà bỏ cái tờ 200.000 vô lỡ quên nè. À, rồi bỏ vô đi. Cái tay cầm luôn. Ngày nãy con mua 44.000. Con hỏi cái nữa là bà lên Sài Gòn bao nhiêu lâu rồi? Lên cũng lâu rồi cậu, cũng mấy năm rồi cậu. Mấy năm rồi hả? Rồi mấy năm nay là có về Trà Vinh không? Dạ không. Ở đây luôn rồi, Tết ở đây luôn á hả? Bà có số điện thoại không? Dạ không. Ờ, định Tết, định tặng quà Tết cho bà, bây giờ không có số điện thoại. Bà ở nhà trọ đâu? Bà ở nhà trọ. Không nhớ luôn. Không nhớ cũng không có số điện thoại, sao bây giờ? Trong vòng thường là giờ này bán ở đây hả? Vậy kiếm là... Tết có quà con gửi. Bữa nào mai mốt tụi con có quà tụi con đi đẹp dọn đây có gì cũng dặn thì tụi con gửi cho bà. Dạ rồi. Không nhớ nhà trọ luôn, mà nhớ đường về không? Đường về ra bến xe, nhớ đường bến xe này. Bến xe này hả? À, ra bến xe Chợ Lớn. Bến xe Chợ Lớn. Dạ rồi, rồi con chào bà nha. Dạ. Con chụp hình một tấm hình nha. Dạ rồi. Và đây chính là cái phần hoa cúc mình mua từ cổ các bạn. 4 ngày rồi đó, vẫn còn tươi như thế này nè. 40.000 đồng thôi ha. 10 cây.